Người dân Sri Lanka xếp hàng dài để mua xăng vì khủng hoảng nhiên liệu. Dòng người xếp hàng mua xăng ở Sri Lanka đã kéo dài hơn vào hôm thứ hai, ngày 27 tháng 6, trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu trầm trọng ở quốc gia đang chống chọi với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong bảy thập kỷ. Trong khi đó, các trường học đóng cửa ở Colombo và nhân viên công vụ được yêu cầu làm việc tại nhà. Các binh sĩ thao trao thẻ cho những người lái xe ô tô đang xếp hàng chờ đợi nhằm giữ các vị trí xếp hàng khi có nhiên liệu. Tôi đã ở đây từ vào đêm hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 6. Mặc dù tôi đã nhận được mã thông báo, tôi không biết liệu mình có nhận được xăng hay là không, hay họ đang cố gắng đánh lừa chúng tôi. Samuga Ranjan, 49 tuổi, một trong số những người đang xếp hàng nói. Bộ trưởng Năng lượng và Năng lượng Na Wisakare đã cho biết vào hôm 26 tháng 6 rằng dự kiến sẽ có người xếp hàng chờ mua xăng do tình hình tài chính bất ổn của đất nước. Theo ông kho dự trữ ở mức khoảng 9.000 tấn dầu diesel và 6.000 tấn xăng nhưng không có lô hàng mới nào đến hạn. Hiện vẫn chưa rõ chính phủ có thể kéo dài lượng dự trữ nhiên liệu của mình đến đâu.